Tiến Bình Dương xin chào tất cả anh em thợ máy trên toàn quốc nha. Thì tối hôm nay chủ nhật, Tiến Bình Dương có được một anh bạn gửi nhờ bán giúp cái bộ tua đồng hồ cầm tay. Cái này thì khi mới, cái máy mới của nó là giá là 5 triệu, còn bây giờ thì bạn này bạn bán còn 3 triệu thôi. Thì anh em ai cần sử dụng thì nhanh tay lấy cái. Cái này thì nói chung là hàng này lâu lâu mới có thôi. Thì hàng này là hàng của công ty Minh Phong sản xuất, xài cũng rất là ổn định và nhỏ gọn, dễ sử dụng, không cần máy tính, không cần laptop. Máy thì chỉ cần chúng ta chỉ cần 3 món này thôi. Đó, 3 món này là chúng ta chơi được rồi, là chúng ta có thể kiếm tiền được rồi. Sử dụng một cái máy, một cộng cáp với một cái kìm chuyên dùng thôi là các bạn có thể làm được rồi. Bây giờ thì Tiến sẽ hướng dẫn các bạn tua một cái đồng hồ cho anh em coi nha. Nói lại một lần nữa nha, cái máy có 3 triệu thôi. Máy thì nói chung là còn đẹp, nồi đồng gối đá mà, cái này được xếp hạng là nồi đồng gối đá rồi, không lo hư hỏng, không lo gì hết. Hôm qua thì có cái MST cũ nhưng mà anh kia anh mua mất rồi. Thì hôm nay còn cái máy tua đồng hồ, là anh em nào thích thì múc nha. Đây, đây trên tay mình là một cái đồng hồ Ablet 2015-16, đời đèn LED á. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn, đầu tiên là các bạn muốn sử dụng được cái máy này thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ cài một cái phần mềm cái đã. Sử dụng máy này thì đơn giản rồi, tua đơn giản rồi, nhưng mà chúng ta sử dụng phần mềm đã. Bởi vì sao? Bởi vì có phần mềm thì chúng ta mới có được cái sơ đồ vị trí chân của từng xe ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào CH Play, chúng ta tải cái phần mềm xuống trước cái đã ha. Motorake nha. Đó, chúng ta tải xuống. Phần mềm này anh em tải về anh em tra cũng được. Tra tài liệu cũng rất là ok nha, tra tài liệu rất là ok. Tài liệu miễn phí. Cái máy tua đồng hồ này bạn ấy mua về nhưng mà bạn ấy sử dụng ít lắm. Nói chung là máy còn mới tới 90%. Và tua được tất cả các dòng xe rồi. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta mở tài liệu, mở cái phần mềm ra. Rồi chúng ta sẽ vào cái phần mục tra cứu nhé. Đây này, phần tra cứu này. Đó, chúng ta tra cứu, chúng ta chọn cái gì chúng ta chọn. Chọn hãng xe này. Đó, các hãng xe. Đó. Rồi. Chúng ta chọn mục là tra cứu sơ đồ tua đồng hồ, sơ đồ IC, sơ đồ mã lỗi. Đó, tra cờ sơ đồ màu dây có đầy đủ hết nha. Rồi chúng ta tra đồ ODO là tua công tơ mét. Rồi chúng ta loại xe chúng ta chọn đây là Ablet 26, kích vô. Đó. Thì trong đây là sẽ có những cái hình ảnh, những cái sơ đồ để cho các bạn tua. Thì bây giờ tôi sẽ lấy ví dụ đây, cái đầu tiên, hình đầu tiên là hình nguồn. Chúng ta sẽ nhìn theo hình nguồn này để chúng ta kiểm tra một cái đồng hồ đã ha. Kiểm tra một cái đồng hồ khi người ta mang lại cho mình, để xem là chúng ta kiểm tra một cái đồng hồ, xem đồng hồ còn sống hay chết, và xem đồng hồ là cây số là bao nhiêu km ha. Rồi thì chúng ta sẽ dò như sau. Chúng ta kẹp đây là hai dây dương ắc quy, được chưa? Đó. Phần trên là mát, hàng trên số 1 đó là mát. Đây chúng ta nhìn theo sơ đồ này. Đó. Đây. Đó, chúng ta làm theo y chang vậy. Được chưa? Rồi. Đó. Rồi. Thì bây giờ cái này là coi là bao nhiêu km ha. Chúng ta kiểm tra xem là đồng hồ này là đồng hồ bao nhiêu km rồi. Nó sẽ phù hợp cho những anh em nào quen mấy anh em thợ lái xe cũ. Đó, cái đồng hồ này là có 2 km thôi, tại vì đồng hồ còn mới mà, mới 2 km thôi. Đó.
Rồi. Thì bây giờ sau khi mà chúng ta đã kiểm tra cây số cũ rồi, thì bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ mở vào cái phần gọi là hàn chân ha. Sơ đồ hàn chân. Đây. Thì đây là cái sơ đồ hàn chân này. Đó. 1 đến 6. Rồi đây có 6 dây. Đó, chúng ta sẽ hàn theo y chang vậy ha. Đó, tôi sẽ làm cho các bạn coi. Rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở cái nguyên tắc cách tháo đồng hồ cái kim này ra. Nhiều anh em dùng cảo, còn mình thì mình không cần dùng cảo, chúng ta chỉ cần cái cây kim này thôi. Chúng ta luồn xuống gầm. Luồn xuống gầm nhé. Đó, luồn xuống gầm. Chúng ta bóp nhẹ tay cái, bóp nhẹ tay xuống. Đó, bóp nhẹ tay. Đó. Khi chúng ta bóp như vậy thì mục đích nó sẽ dập cái chân tròn của đồng hồ ra. Rồi sau đó chúng ta quay ngược chiều nhé. Chúng ta quay ngược chiều này. Và chúng ta nghe nhé. Khi chúng ta quay ngược chiều mà nó sẽ có tiếng kêu có tiếng kêu á thì là ok, là được phép rút lên. Còn nếu chúng ta quay mà nó không có tiếng kêu thì chúng ta dừng lại, chúng ta không được kéo lên, bởi vì tránh lên kim. Cái đồng hồ làm mà lên kim thì nó sẽ không còn ngon nữa nhé. Và chúng ta quay này. Đó, nó phải kêu như vậy, nghe nó vậy rồi. Đó, chúng ta vừa vặn vừa kéo lên, vừa vặn vừa rút lên. Đó, được chưa? Thì mục đích của chúng ta bóp kim là chúng ta bóp đây này. Chúng ta bóp này, bóp chứ không có lại nhá, bóp để cho cái lỗ tròn này nó dập thành lỗ dẹp để cho cái kim nó dễ lên chân nhé, dễ lên. Rồi. Rồi sau đó chúng ta lật ngược đồng hồ. Thì nguyên tắc tua đồng hồ thì những đồng hồ nào mà mặt có 2 men thì chúng ta không cần phải gỡ cái kim nữa. Còn những cái đồng hồ nào mà mặt có 1 men, bên này nó có một bên thôi, còn bên này không có men thì chúng ta phải tháo ra, tháo ốc hoặc là tháo cái phe ra. Đó. Rồi chúng ta lấy ra. Rồi chúng ta lấy được men ha. Lấy men ra sau đó là chúng ta sẽ xác định giống như trong tua đồng hồ này, chúng ta xác định này. Đó. Thì chúng ta đã biết là chúng ta cần hàn ở đâu rồi đúng không ạ? Đó, chúng ta sẽ hàn ngay vào vị trí đấy. Ha. Rồi ok. Cái đồng hồ này là có anh em tua rồi nên là bị đứt men này. Rồi, để tôi lấy cái đồng hồ khác tôi làm cho anh em coi nhé, vì đồng hồ này có người có thợ làm đứt men rồi. Cái này là do anh em học viên nhà mình thực hành á. Đây này, nó bị đứt cái chân men này ha. Nó bị đứt chân men này, cho nên là chúng ta không thể hàn chân vào được, rất là cực. À, tôi sẽ lấy cái đồng hồ khác thì tua cho anh em coi ha. Cái này giờ chúng ta lại phải tháo ra từ đầu. Giờ tôi sẽ kiểm tra đồng hồ cho anh em coi luôn nha. Đó, bây giờ cái này là 4.607 cây ha. 4.607 cây. Anh em mua cái này về thì chẳng mấy lấy lại vốn đâu. Tua một vài cái đồng hồ là có vốn rồi. Hiện tại bây giờ bình quân thì ở Sài Gòn họ vẫn tua là ở khu vực nào mà nhiều đối thủ cạnh tranh thì người ta sẽ tua là bình quân là 50.000 một cái. Còn nhiều cái ở vùng nông thôn thì các bạn có thể là lấy tùy theo cái giá trị của cái công mình làm. Rồi cái này cũng vậy nhé, chúng ta cũng tương tự làm y chang vậy nhé. Chúng ta đưa đây này, bóp nhẹ kim đấy, bóp nhẹ cái đầu kim đấy, bạn ơi. À, ok. Rồi
Đó, thì cái này đây ok rồi. Bây giờ chúng ta quan sát nhé. Chúng ta đây là cái cọng dây cáp này. Dây cáp thì chúng ta lựa ra xanh đỏ, xanh đỏ trắng tím nâu. Chúng ta làm y chang này. Đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thủ thuật hàn. Đầu tiên là các bạn sẽ hàn là các bạn sẽ phải cho một chấm chì vào đó, chấm một chút chì vào cái mối chúng ta cần hàn. Đỏ ha. Cái xanh này là mát này, thì chúng ta có thể hàn chân mát bóng đèn cũng được. Còn chúng ta hàn lên cái mát cọc lớn này cũng được, mát lớn này là cho nó đỡ hại bóng đèn hoặc là đỡ khó đó. Cứ cái cục chì nào nó lớn thì chúng ta hàn nó cho nó dễ nhé. Đúng nghĩa với câu là một xanh hai đen ba tím bốn đỏ, một xanh hai đen ba tím bốn nâu. Đó. Chúng ta nhìn đây. Đó. Được chưa? Đó. Rồi chúng ta hàn như vậy ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục kết nối điện vào máy. Chúng ta cắm máy vào đây này. Chúng ta cắm vào đây. Đó. Rồi. Tất nhiên là trong quá trình làm thì các bạn đừng để cho một trong các cái dây nó chạm nhau, nó sẽ không tốt. Rồi ok. Rồi bây giờ đây. Thì tôi sẽ dẫn các bạn sử dụng máy. Cắm điện vô. Đây là cái ổ chui điện này. Ổ chui điện này. Đó. À, tôi để này đây cho nó led này, cho nó rõ ha. Lựa cái hướng nào nó nét cho anh em sẽ dễ xem nhé. Nó hơi mờ nhỉ. Thôi được rồi, tí nữa tôi sẽ anh em để ý này. Đó thì trên tất cả các đồng hồ xe máy hiện nay thì nó có hai loại rung. Tức là hai loại chip đi, nói con chip cho anh em dễ hiểu. Một loại là chip 93, một loại là chip 24. Thì hiện nay là cái chip 93 là được ứng dụng trên xe máy nhiều nhất của dòng Honda. Còn chip của dòng xe Việt, còn những dòng xe nhập thì nó sử dụng đa phần là chip 24 ha. Xe Việt Nam nó hay dùng chip 93, còn xe nhập nó hay dùng là chip 24. Cho nên là như AB này là xe phổ thông thì nó dùng chip 24 thì xin lỗi, chip 93, quên, xin lỗi anh em nhé. Chip 93. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào số 1, F1 này. F1. Đó. Rồi thì bây giờ trong này là hai mục. Một cái mục là chúng ta reset cái đồng hồ về mới, tức là reset cho nó về 00 thì chúng ta chọn F1.
Còn chúng ta chọn cái chế độ mà cài đặt cây số theo yêu cầu thì chúng ta chọn F2. Đó. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ di chuyển phím 1, phím 4 này, 1 là lên, 4 là xuống này. Đó, lô 4, lô 5, lô 6, S215, S550 đó, 215. Acoro, Ablet, SHMO, Gander, Fuchanel. Nói chung là cái máy này hỗ trợ rất nhiều loại xe nhé. Lít 125, SH Việt, MSX, xe R15, 300i, 300i, Ablet 216, Winner, Rider, FZ, FZI, SH27, ABS Liberty, Mercury, Fly, Fascin, MSX27 ABS, Way Thái, Ablet 28, xe Coupe Dun 50, S29 đó. Thì nói chung là cái máy này là bản cao cấp nhất rồi, đó, bản này là bản cuối cùng, bản cao cấp nhất rồi, nó hỗ trợ cho tất cả các xe đến 2019. Xe 2020 thì nó còn hạn chế một xíu, đó, thì là xe 2020 thì chưa làm được đâu. Đấy. Cho nên là chúng ta chọn vào 20 đến 2019 là ok rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn tiếp vào xe AB nhé. Đó, bây giờ chúng ta chọn đúng AB này. AB 216. Đó, rồi, chúng ta nhấn Enter. Rồi chúng ta nhấn đồng ý. Đó, thì đây là nó ra cây số hiện tại là 4575 cây. Đó, chúng ta sẽ lựa cây số theo ý ha. Chúng ta có thể chọn là bây giờ nó đang là 4000. Thì bây giờ tôi có thể chọn xuống là 1000 chẳng hạn. Đó. Nhưng mà chúng ta phải chọn lẻ lẻ ra tí nhá. Cho nó xác suất nó tại vì nó có sự sai số mà. Chúng ta chọn không nên chọn chẵn, tại chọn chẵn thì không bao giờ nó ra đúng được. Đó. Thường thường là chúng ta chọn nó phải có sự sai số, tại vì đây là cái bài tính công thức, cho nên là nhiều khi là không thể hỗ trợ chúng ta mà chọn đúng từng 100% cây số theo yêu cầu được. Tại vì khi mà khách hàng họ muốn tua thì chắc chắn là không bao giờ họ tua để số chẵn, bởi vì để số chẵn khách thì người ta thấy là nó không hợp lý, hiểu không? Rồi sau khi chúng ta chọn xong thì chúng ta nhấn Enter. Như vậy là thành công. Sau khi thành công rồi thì chúng ta rút điện ra luôn cũng được, chúng ta không cần phải thoát ra, chúng ta rút điện ra luôn này. Rút điện ra luôn này. Đó. Và thì khi chúng ta rút điện ra như vậy thì chúng ta muốn xả điện nó nhanh và tránh hỏng đồng hồ thì chúng ta có thể kẹp điện vào đây. Đó, chúng ta cho hai cọc nó chạm vào nhau để cho nó xả hết điện ở trong những con tụ này ra này, ha, mấy con tụ điện này, cho nó xả hết mấy con tụ điện ra, ha, mấy con tụ linh kiện đó, thì nó sẽ bảo vệ được con chip chủ này, nó không bị chết. Sau khi làm xong thì chúng ta tháo điện ra, ha, rồi, thì xả mũi hàn thì cũng hàn sao thì xả vậy thôi. Chỉ có 3 triệu mà anh em có cái máy xài quá ok. Chứ bây giờ ngoài thị trường thì nó có cái máy chuyên làm đồng hồ nó tới 10 triệu cơ các bạn ạ, 10 triệu rưỡi cơ. Thì nó có tích hợp thêm làm smart key. Còn cái này thì tôi nói trước các bạn, cho các bạn hiểu là cái máy này thì chỉ có tác dụng là để chúng ta tua lại cái đồng hồ km cho khách hàng ha. Đó, dành cho những anh em nào mà buôn xe, anh em nào buôn xe là đầu tư con này là phù hợp đấy, dành cho thợ buôn xe, mấy thợ lái buôn xe cũ, đầu tư con này là quá hợp lý. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra đồng hồ khi ráp vô. Và tất nhiên là anh em nào mà muốn đầu tư cái này thì nhớ thì cũng chỉ dành cho những anh em nào buôn xe cũ thôi nha.
À, và những anh em nào mà có mối lái làm xe cũ thì chúng ta đầu tư, chứ còn bình thường thì chắc chắn là không có khách hàng nào mà muốn làm cái này cả. Cho nên là nhiều khi anh em mua thì cũng tùy, chúng ta cũng lựa lựa theo cái điều kiện mà mua, chứ cũng không phải là cứ mua về để đó uổng tiền nha. Rồi chúng ta xoay này. Về đến số 0 chúng ta xả tay. Các bạn nhớ giùm tôi nhé. Lắp nó xoay ngược. Rồi giờ chúng ta kiểm tra. Nếu mà chúng ta lỡ cắm ngược nhầm ngược âm dương vào đây thì cũng không sao nha anh em. Tại vì trong đồng hồ là cũng có cái mạch bảo vệ rồi, không không hỏng đồng hồ được đâu mà lo. Đó, lại chúng ta chọn 1.400 hay là 1.200 gì đó thì giờ nó ra là 1.100 đó, thì nó sẽ có sự sai số ha. Chúng ta reset cái báo nhớt này thì chắc các bạn nhớ rồi đúng không? Cách reset rất là đơn giản, đó là mở khóa lên, trong thời gian khoảng vài giây chúng ta nhấn giữ luôn. Đôi khi mà nếu mà trường hợp mà không reset được á thì chúng là bởi vì chúng ta đang dùng có một nguồn thôi, mà trong khi đó đồng hồ nó sử dụng hai nguồn á. Nó sử dụng hai nguồn cho nên nhiều khi là không không reset được. Rồi ok rồi đó. Đó. À, nhiều khi thao tác sai cũng bị nhá. Đó. Rồi đó chúng ta reset cái nhớt. Rồi, ok. Đó. Thì anh em nào thích đầu tư thì múc nha. Đầu tư cái về sử dụng về 3 triệu bạc thì cũng lấy vốn nhanh thôi mà. Rồi, anh em nào có câu hỏi gì thì cứ comment, nhắn tin ở dưới nha. Mình sẽ ưu tiên cho anh em nào lấy trước. Cái mỏ hàn này mỏ hàn bình thường mà. Hoàng đại gia chưa ngủ à? Hoàng gia chưa ngủ sao? Rồi, có ai chốt thì nhắn tin nha. Gửi cho em cả bộ tua audio nhé. Anh Ngô Đức Hùng đặt rồi hả? Bộ tua đồng hồ đã có anh ấy hỏi mua rồi mọi người ơi. Anh Phúc à? Anh
Anh Hùng rồi nha, anh Hùng đã lấy rồi nha. À, thông báo với mọi người là cái bộ test SCU là cái bộ test SCU là khoảng cuối tuần này. Cuối tuần này là có cho anh em là 20 bộ nhé. Những anh em nào lấy thì cho mình địa chỉ rồi hoặc là thông tin nhắn tin trực tiếp thì mình gửi ra cho anh em nhé. Thì cái này thành phẩm á, thì nói chung là cái này là mình làm là mục đích là phục vụ anh em là giúp cho anh em ấy thôi, giúp cho anh em có cái để kiểm tra IC cho dễ thôi, kiểm tra IC điều khiển ổ khóa cho dễ thôi. Cho nên là mình làm xong thì thành phẩm nó hết khoảng 800.000 đó, thì nói chung là được 100.000 tiền công cho thợ uống nước thôi, chứ còn cái đó mình không kinh doanh nhiều ha. Nên là những anh em nào mà vừa rồi có đặt á, thì mình làm 20 bộ rồi. Mình làm 20 bộ rồi, mình đang tiến hành cho anh em nó hàn dây đi dây lại cho nó ngon lành cành đào. Đó, rồi ship ra cho anh em nha. Tối hôm qua 10 giờ đêm vẫn có bác chuyển tiền trước lấy cái bộ nó cơ mà ngại chết. Nhưng mà thôi cũng cố gắng làm cho bác xong. Cái bộ giả lập kiểm tra chìa khóa mà. Anh em có câu hỏi gì không? Anh Trọng Nguyễn, nếu mà muốn chỉnh giờ thì mình cứ nhấn giữ thôi nhé, cứ nhấn giữ thôi, vào cái chế độ thời gian thôi là nó chạy. AB thì nó đơn giản lắm, AB thì mình cứ nhấn giữ thời gian là nó chạy thôi. À đây, mình chỉ cho anh luôn nhé. Đây này, trên xe nhé, thì chúng ta chỉnh giờ xe AB cũng đơn giản như thế này thôi này. Đây, đây là thời gian, được chưa? Thì chúng ta nhấn giữ luôn. Đó, chúng ta nhấn giữ luôn này. Giữ luôn. Rồi đó, số 1 nó nhấp nháy này. Đó thì chúng ta nhấn cái nữa này. Đó, là đó, chúng ta nhấn này, đó là nó sang số giờ. Được chưa? Đó, cái những cái đồng hồ mà một nút này này thì chúng ta chỉnh giờ là nó chúng ta không cần ấy. Chỉnh giờ là chúng ta không cần chỉnh cái kiểu mà từng nút giờ nút phút, mà cái này là nó chỉnh theo kiểu là cứ nhấn giữ là nó sang giờ này, đó, sang phút này, đó, nhấn cái nữa là nó nhảy lên từng phút theo yêu cầu này, đó, ví dụ bây giờ là 9 giờ 1 phút này, thì mình chỉnh lên 9 giờ này, nhấn giữ luôn này, thì nó thoát này, đó, chúng ta nhấn giữ luôn này, nhấn giữ luôn chỉnh giờ nhá, chỉnh giờ này, nhấn giữ luôn này, số 8 bắt đầu nhấp nháy này, rồi chúng ta nhấn cho một cái nữa cho nó sang số 9 này, đó, 9 giờ. Rồi chúng ta nhấn thế. Nếu chúng ta muốn lên 10 giờ thì chúng ta nhấn vô cái nữa. Còn chúng ta muốn nó sang số phút thì chúng ta nhấn giữ luôn này. Đó. Rồi nhấn phút thì chúng ta cứ nhấn nhiều lần để cho nó sang, nó quay về số bây giờ là 9 giờ 1 phút mà. Rồi 9 giờ 2 phút này, chúng ta cho 9 giờ 3 phút đi ha. Đó, kiểu như vậy đó. Rồi chúng ta nhấn giữ luôn cái nữa là nó hết. Giữ luôn cái là xong. Ok. Đó. Thì đây là anh em chỉnh giờ này. Rồi. Và chia sẻ cho anh em cái cách ấy luôn nhé. Chia sẻ cho anh em cái cách là bắt bệnh trên xe luôn này. Khi chúng ta tắt chìa khóa đi trong thời gian khoảng chừng 15-20 phút. Tắt, có nghĩa là chúng ta tắt khóa đó khoảng 15 phút sau. Nếu thời gian nó trở về 1 giờ. Thì có nghĩa rằng xe này đang có tình trạng cháy cầu trì. Bị đứt cầu trì nguồn nuôi. Ở cái đít đồng hồ này nó sẽ có hai nguồn nha. Hai nguồn thì trong này nó có một nguồn, hai nguồn dương, một nguồn âm. Thì trong đó nó có một dây nguồn dương là nguồn dương từ khóa vào, một nguồn dương là trực tiếp từ bình vào đi qua cầu trì. Đó. Thì anh em để ý này, có hai cách để nhận biết cầu trì trực tiếp nó đang bị đứt này. Có hai cách nhận biết nhá. Đây, các bạn nhìn này. Các bạn quan sát này, nhìn này. Cách thứ nhất là chúng ta tắt chìa khóa đi khoảng 15 phút sau thì cái đồng hồ nó trở về 1 giờ. Đó là nguyên nhân đứt cầu trì. Rồi, cách thứ hai là khi chúng ta tắt chìa khóa đi như thế này. Tắt chìa khóa đi như vậy, chúng ta mở chìa khóa lên thì chúng ta nhìn vào màn hình nhá, nhìn vào màn hình này. Thì chúng ta thấy màn hình có dấu hiệu trắng, sau vài giây bắt đầu kim đồng hồ nó mới chạy lên. Đó thì như vậy là dấu hiệu đang đứt cầu trì. Cũng giống như tương tự như bây giờ Tiến đang bỏ đồng hồ ở bên ngoài này, là chúng ta đang cấp cho nó chỉ có một nguồn thôi. Thì một nguồn là nó sẽ có cái tình trạng này, các bạn nhìn này, các bạn nhìn quan sát lại nha, quan sát lại trên đồng hồ này, nó có tình trạng này này. Đó.
màn hình nó sẽ sáng, sau đó kim nó mới lên. Có nghĩa là cái thời gian mà mở khóa lên đồng hồ cái kim nó lên lâu hơn nhé. Đó thì tất cả các bạn nhớ nhé, tất cả các đồng hồ điện tử Honda, Yamaha đều giống nhau, là khi anh em mở khóa lên, khi anh em mở khóa lên đó mà màn hình với lại cái kim đồng hồ có dấu hiệu, có dấu hiệu là đây mình bây giờ mình rút điện này này, tí nữa các bạn xem nó sẽ về 1 giờ này. À, có dấu hiệu thời gian nó luôn luôn ở 1 giờ hoặc là 12 giờ, có những đồng hồ nó có về 00 giờ. Đó thì cái đó là cái nhận biết thứ nhất, là để các bạn biết là à xe này đang bị đứt cầu chì nguồn trực tiếp nuôi đồng hồ. Đó. Và cái tiếp theo đó là chúng ta mở khóa lên thì chúng ta thấy là màn hình nó lên lâu hơn bình thường nhá. Màn hình nó lên lâu hơn bình thường thì có nghĩa là chúng ta biết là cái nguồn trực tiếp của hệ thống cầu chì cấp nguồn cho đồng hồ đang bị đứt. Đó. Và nó dẫn đến cái tình trạng đó. Các bạn hiểu không ạ? Rồi, mình cho cái đồng hồ nó nghỉ vài phút xong tí mình bật lại cho anh em coi nó lại trở về 1 giờ ha. Đó, chúng ta mở khóa lên này. Rồi, thời gian nó vẫn là 9 phút là bởi vì sao? Bởi vì có nghĩa là chúng ta mới rút điện bình thôi, chúng ta chưa để nó nghỉ lâu á ha. Nên là thời gian nó còn. Bây giờ tạm thời mình rút điện ra. Mình rút điện ra sau đó mình cho hai kẹp nó kẹp vào nhau đó để nó xả điện. Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra lại nhé, xem nó có về 1 giờ chưa nhé. À chưa về ha. Đó thì có nghĩa là các bạn nhớ nhá, đây là cái mẹo nhỏ thôi, thì anh em nhớ đấy, lần sau chúng ta cứ để ý, nếu đồng hồ nó về 1 giờ kèm theo màn hình nó sáng chậm thì đó là nguyên nhân đứt nguồn người trực tiếp. Rồi anh em có câu hỏi nào đúng không ạ? Anh em có câu hỏi gì không? Hỏi đi mình sẽ trả lời. Hôm nay cuối tuần mình sẽ hỗ trợ anh em. Nhiều khi á, nhiều khi anh em điện thoại cho Tiến, Tiến không nghe máy được á, đừng buồn nha. Với lại cả biết sao không? Anh em phải hết sức thông cảm vì bây giờ học viên và anh em cả nước của Tiến rất là đông, cho nên Tiến không thể hỗ trợ hết từng người được. Nên nhiều khi anh em điện một lần hai lần không được đừng có buồn. Nhắn tin nhiều cũng đừng có buồn nhé. Nhắn tin mà chưa trả lời ngay đừng buồn, không có gì phải buồn cả, hiểu không? Ừ. Bởi vì Tiến bận thôi mà, chứ Tiến cũng đâu có bỏ anh em đâu. Đã làm nghề là phải đam mê, hiểu không? Mình thì không phải là một cái giáo sư hay kỹ sư gì ghê gớm đâu. Thực ra mình có ngày như hôm nay thì các bạn cố gắng, các bạn, những anh em nào á, những anh em nào mà đang sử dụng cuốn tài liệu màu của Tiến á, các anh cứ mở cái bốn trang cuối cùng ra của cuốn tài liệu á, là các anh sẽ hiểu Tiến thôi. Đó. Ngày xưa Tiến cũng chỉ đơn giản là một người thợ sửa xe bình thường thôi. Đó. Xong rồi Tiến cũng đam mê rồi tìm tòi. Đó. Có những thời gian là quên cả ăn, quên cả thời gian, chỉ tập trung vào nghiên cứu làm xe. Đó. Nhiều khi nói thì anh em, có nhiều anh em bảo là tất nhiên là làm vì tiền, đúng rồi. Thực ra thì chúng ta trong tư tưởng của chúng ta luôn luôn là chúng ta luôn luôn là có cái suy nghĩ là kiếm tiền để lo cho gia đình, đúng chưa? Đó, luôn luôn là suy nghĩ là kiếm tiền lo cho gia đình. Thế nhưng mà dĩ nhiên là vậy thì để làm thế nào mà để chúng ta kiếm được nhiều tiền, đúng không? Làm nào để chúng ta kiếm được nhiều tiền thì có nghĩa rằng là chúng ta phải nỗ lực. Ngành nghề nào cũng vậy, phải nỗ lực, đúng không? Nếu chúng ta không nỗ lực thì làm sao mà có thành công được. Thì bây giờ ví dụ như có nhiều người, người ta thành công về lĩnh vực khác, còn chúng ta thì chúng ta đã làm xe rồi thì chúng ta cứ nỗ lực, hiểu không? Cứ nỗ lực để làm gì? Để thành công với nghề xe của mình. Tiến lấy ví dụ đi, có những anh em thì thành công với nghề xe của mình là gì?
là có thể thoát được cái cảnh công nhân, thoát được cảnh đi làm thuê. Đó, về để làm chủ, làm chủ bản thân, làm chủ của gia đình. Đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai là có người thì người ta thành công là gì? Người ta có thể là người ta đã có được cái thu nhập nó tốt hơn là đi làm công nhân. Đó cũng là cái thành công trong nghề. Đó. Còn có nhiều anh em thì từ những cái cửa hàng chỉ có một vài cái lốp, một vài cái vỏ thôi, một vài bình nhớt thôi. Nhưng bây giờ người ta thành công, người ta có thể là người ta có vài thùng nhớt trong nhà. Đó, đó là cũng là thành công trong nghề. Rồi cũng có rất nhiều anh em thì một cái cửa hàng rất bình thường, đúng không? Thế nhưng mà sau một vài năm người ta nỗ lực, người ta đã lên được thành một ông chủ. Người ta có một cửa hàng lớn. Từ một người thợ, có nghĩa là bản thân anh em mình, bản thân Tiến cũng vậy thôi, mà bản thân các bạn cũng vậy thôi. Ai làm nghề lâu hay là làm nghề mới vào thì cũng vậy thôi. Anh em đều phải nỗ lực từ cái lúc, nói chung là nỗ lực từ, gọi là từ cái thằng đi học nghề, đúng không? Đó, nỗ lực từ năm học nghề. Đầu tiên thì chúng ta phải học cái nghề. Thì khi chúng ta học cái nghề rồi, chúng ta muốn thành công được, chúng ta muốn thành công được thì chúng ta phải làm sao? Phải yêu nghề, đúng không? Phải đam mê, phải chịu khổ, chịu khó, siêng năng chịu khó. Có rất nhiều anh em, mình không biết sao chứ 10 năm về trước học nghề cực lắm. Sáng phải dậy sớm, phục vụ ông thầy, phục vụ cửa hàng cho thầy, trông nhà rồi trông xe rồi rửa xe rồi vá lốp. Có nghĩa là chúng ta phải làm đủ thứ. Thế vậy nhưng mà nếu cái ngày đó mà anh em mà không yêu những cái công việc đó, đúng không ạ? Thì làm sao mà bây giờ anh em mình có thể thành công như bây giờ được? Làm sao mình có thể làm chủ, đúng không? Đó. Rồi có những anh em thành công là gì? Đầu tiên là mở tiệm làm một mình, sau này cửa hàng có thêm thằng phụ, nói chung là gọi là có thêm một học trò đi. Đó, khi các bạn mở tiệm ra mà có được một người phụ, có được một người gọi là học trò, gọi mình là sư phụ, đó là các anh cũng đã thành công rồi, đúng không nào? Đó cũng là thành công rồi. Đó, thì bản thân anh em ai cũng vậy thôi. Rồi có người thì người ta thành công từ gì? Người ta đầu tiên người ta cũng làm một mình, sau này cái rồi người ta làm hai người, xong là ba người, dần dần 5 thợ, 10 thợ. Đó, từ một cái cửa hàng nhỏ người ta nỗ lực để người ta có được cái cửa hàng lớn. Và các bạn cũng biết đó, bây giờ có rất nhiều ông chủ người ta rất giỏi, người ta không biết gì về nghề nhiều á, nhưng mà người ta kinh doanh giỏi, người ta có thể quản lý được một chuỗi cửa hàng luôn. Mà cứ một chuỗi cửa hàng xe máy như vậy á, bình quân khoảng 5 thợ, thì các bạn thử nghĩ là người ta thành công không? Cực thành công luôn đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Thì bản thân Tiến cũng vậy thôi. Như ngày hôm nay, tại sao mà Tiến được anh em luôn luôn tôn trọng, yêu mến, luôn luôn tôn trọng và yêu mến và gọi mình là thầy, đúng không ạ? Thì thực ra thì nói đúng như thế này thôi. Thì quan điểm của mình ấy, thì tất nhiên là học thầy cũng không bằng học bạn được. Thì mình cũng chỉ là một người đồng nghiệp của các bạn thôi. Mình giúp được các bạn cái lĩnh vực nào, cái kiến thức nào thì mình giúp thôi. Chứ còn thực sự thì mình cũng chưa bao giờ mình dám gọi là thầy của ai cả. Đó. Thế nhưng mà người ta thời xưa các cụ có câu rồi, trọng thầy thì mình được làm thầy. Thì ngày xưa mình vậy, trong cuộc đời mình cũng có hai người thầy. Đến bây giờ vậy, mình vẫn rất yêu mến hai người đó, mặc dù hai người không còn làm nghề. Đó. Mặc dù người ta không làm nghề nhưng mà người ta luôn luôn là thầy của mình. Cho nên là kể cả bản thân Tiến bây giờ vậy, Tiến thành công như bây giờ thì vậy thôi, cũng là vì mình phải nỗ lực các bạn. Anh em đều phải nỗ lực. Có người nỗ lực kinh doanh, có người nỗ lực bỏ công làm lời, còn có người người ta nỗ lực, người ta phải vắt óc bắt não ra để người ta tìm tòi học hỏi những cái mới. Và cũng có rất nhiều, có những người người ta thành công thì nay người ta giao lưu với chỗ này, nay người ta giao lưu chỗ kia. Anh thợ nào tốt thì họ giao lưu, họ học hỏi cái tốt. Anh thợ nào mà chưa tốt thì họ góp ý để cho tốt. Đấy, anh em thợ người ta phải giúp nhau như vậy chứ này. Cho nên nếu mà thực sự thì hôm nay đáng lẽ là đây là cũng do tâm trạng thôi. Mình cảm thấy thì vẫn đang có cả hơn 100 anh em đang trò chuyện với chúng ta, trò chuyện với Tiến. Thì Tiến cảm thấy nó vui, hiểu không? Nên là Tiến mới tâm sự vậy thôi. Còn anh em thì ở đây thì mình không chê bai ai cả, không ghét bỏ ai cả, cũng chưa bao giờ phải vỗ ngực, cũng chưa bao giờ vỗ ngực ta đây với ai cả. Tại vì nghề của chúng ta nói thẳng ra không ai giỏi hoàn toàn được. Cái nghề của chúng ta, cái người giỏi á, các bạn biết là gì không? Cái người giỏi á là cái người phải được va vấp rồi. Người ta được học rồi là một phần thôi. Thế nhưng mà cái quan trọng nhất ấy, là người ta phải được va vấp. Va vấp ở đây có nghĩa là trong quá trình làm nghề á, anh học về rồi nhưng mà anh phải được làm.
Thế làm là gì? Anh được làm có nghĩa là xe của khách hàng á, vào có những cái ban mệnh thực tế, các anh học, các anh làm. Thì khi các anh làm, các anh ứng dụng vào đó thì đó là kinh nghiệm. Còn không biết quan điểm của các anh sao, chứ còn quan điểm của Tiến là như này này. Kiến thức á, thì các anh bỏ ra vài ba triệu có người chỉ ngay à. Thế nhưng mà cái kinh nghiệm á, thì chẳng ai chỉ mình cả. Bởi vì kinh nghiệm á, là chúng ta phải mua bằng thời gian. Phải có thời gian thì chúng ta mới có kinh nghiệm được. Mình hỏi thật các bạn ở đây, chứ anh em ở đây này, hơn 100 người theo anh em, thì theo anh em thì có ai mà tự dưng mà đi học nghề mà may mắn mà gặp ngay được cái ông thầy đầu tiên mà dìu dắt chúng ta vào nghề, mà ông chỉ cho mình từ A đến Z, mà trong vòng 6 tháng đến 1 năm mà thành nghề cao thủ được không? Làm sao mà thành được, đúng không? Đấy, mà chúng ta phải đánh đổi cái gì? Đánh đổi thời gian. Chúng ta phải phụ ở cửa hàng, chúng ta phải làm. Đó. Ngoài cái việc học nghề ra, chúng ta còn được học cách làm người nữa. Đó. Cho nên là những anh em nào mà đang đi học nghề ấy, với lại đang phụ cho thầy thầy của mình ấy, hiểu không? Đó, những người mà dìu dắt mình vào nghề ấy, thì các anh phải tôn trọng. Người ta sai anh hoặc là người ta cho anh làm công việc đó không phải là vì người ta ghét anh đâu, mà đó là vì người ta muốn các anh thành công ấy. Bởi vì các anh làm được á, hiểu không? Thì các anh mới phát triển được. Mà các anh làm được á, thì đó mới là kinh nghiệm. Chứ còn chẳng ai mà dạy mà giỏi được đâu. Đi học nghề không phải dạy là giỏi được các bạn ạ. Phải có kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm phải ở đâu? Là thời gian. Mà thời gian có nghĩa là chúng ta phải cống hiến. Hiểu không? Chúng ta phải cống hiến. Bản thân Tiến này, Tiến cống hiến cho ông thầy Tiến là 1 năm. Tiến cống hiến cho ông thầy Tiến 1 năm. Chẳng qua là cái cơ duyên đó là ông thầy của mình, ông ấy bỏ nghề đúng lúc mà Tiến chuẩn bị xuống núi, thì cũng cái thời điểm đó là đúng cái thời điểm là ông thầy của Tiến là ông ấy từ bỏ cờ lê, có nghĩa là ông ấy chuyển sang một ngành nghề mới, ông không làm nghề nữa đó. Và chính vì vậy mà đó là cái lý do mà Tiến mở tiệm sớm. Còn thực ra thì Tiến mở tiệm sớm thì tính ra là Tiến học nghề chỉ hơn 1 năm, chỉ có một gọi là 1 năm 3 tháng đó, là Tiến mở tiệm rồi đó. Thế nhưng mà mở tiệm ra thì lúc đó là gì, sư phụ thì bỏ nghề rồi, thì còn có một mình rất là khó khăn, phải làm từ cái xe đạp. Nói thật đi anh em, là từ cái hồi mà sạc cái xe à, từ khi mở tiệm á, thậm chí là có những cái chiếc Attila vào sạc bình á, cái năm đó còn sợ luôn, còn run cơ. Năm 2009 á, không biết các bạn thế nào, chứ năm 2009 là chính Tiến, là Tiến sạc bình xe Attila là Tiến đang còn run, đang còn không biết cái bình xe Attila với xe Novo nằm ở đâu cơ. Thế nhưng mà đó là cái nỗ lực anh em ạ, phải nỗ lực. Chứ thực ra thì Tiến cũng là một người rất hoàn cảnh các bạn, rất hoàn cảnh. Chứ không phải tự dưng mà mình sinh ra cái là mình tài giỏi ngay được đâu ạ. Không ai sinh ra tài giỏi ngay được. Phải nỗ lực hết anh em ạ. Vâng. Em cảm ơn các bác. Nói chung là mình nói đúng những gì trong tâm mình ra thôi anh. Vâng, thì bạn Chí Thành, rồi mai bà xã mình gửi tài liệu cho nhé. Thôi, thì cảm ơn anh em nhé. Buổi tối hôm nay thì anh em tương tác với Tiến rất là ok. Tiến cảm thấy rất là vui. Cũng nhắc lại cái chuyện hồi chiều luôn ấy. Cũng giống như có nhiều anh em comment vào mấy cái bài mà bảo tại sao mà Tiến phải lọc Facebook á. Thì thực ra là nhiều anh em cứ hiểu lầm, bảo là mình chảnh, hay là bảo là mình có vẻ ta đây. Nhưng thực ra xin lỗi các anh chứ không phải, anh em đừng có hiểu lầm cái vấn đề đó. Bởi vì sao? Bởi vì như này này, có rất nhiều anh em á, có rất nhiều anh em muốn kết bạn và muốn giao lưu với mình. Thế nhưng mà trong Facebook thì các bạn cũng biết rồi, các anh cũng biết rồi, đó là nó chỉ giới hạn có 5.000 bạn bè. Thế nhưng mà thực ra thì 5.000 bạn bè, các anh thử nghĩ coi có ai mà có cái trang cá nhân nào mà đủ 5.000 bạn bè chúng ta tương tác đều đâu. 5.000 bạn bè chứ, nhưng thực tế thì chắc giỏi lắm được 2.000 người tương tác, mà có khi còn không được ấy. Cho nên là đó là lý do mà hôm nay Tiến dùng cái phần mềm mà Tiến lọc bớt cái bạn bè là bạn bè ảo thôi, chứ không ghét bỏ gì anh em đâu. Cho nên là nhiều khi là Tiến để cho cái ứng dụng nó chạy tự động, nó tự động lọc, thành ra là có nhiều những cái Facebook nào mà anh em mà chưa bao giờ nhắn tin cho Tiến và chưa bao giờ nhấn like vào cái bài hoặc là nhấn vào theo dõi cái bài của Tiến ấy, thì tất cả những cái ứng dụng đó nó sẽ lọc hết ra
Cho nên là có nhiều anh em mà nếu mà có lỡ kết bạn rồi mà chưa tương tác mà Facebook có lọc thì các anh cũng đừng có buồn. Chúng ta có thể kết bạn lại, bởi vì chúng ta có thể giao lưu nhau tiếp tưởng mà đâu vấn đề gì đâu. Thế nhưng mà có nhiều anh em lại cứ hiểu lầm, cứ tưởng là tiến chảnh này chảnh kia, nhưng mà xin lỗi các anh có cái điều chảnh. Hiểu không? Thôi được rồi, vậy đi. Buổi tối hôm nay thì anh em mình tương tác nhau này là ok rồi nhé. Còn anh em mình thì cứ đơn giản này đi. Chúng ta có duyên thì chúng ta sẽ gặp thôi. Không gặp ở trong lớp học nhà Tiến thì cũng sẽ gặp ở ngoài đường. Nha, chắc chắn sẽ có duyên. Lại có bạn nào hỏi Tiến quê ở đâu đúng không? Tiến quê Bắc Ninh nha. Tiến quê gốc ở Bắc Ninh á. Nhưng mà Tiến vào Bình Dương lập nghiệp là đến bây giờ là tính năm là gần 20 năm rồi. Tiến vào từ hồi 10 tuổi cơ. Thôi, buổi tối cuối tuần thì chúc anh em buổi tối vui vẻ bên gia đình này. Với lại chúc anh em ngủ ngon nha. Mình xin phép mình lên với gia đình trước ạ. Chào gặp lại các anh em nha. Hẹn gặp lại các anh em trong các buổi video live stream tiếp theo nha. Buổi tối hôm nay rất là vui khi được chia sẻ những một chút cái kinh nghiệm nho nhỏ của mình, một chút tâm sự tương dương tư. Vâng. Rồi, chúc các anh ngủ ngon ạ.